Vâng, xin chào bác đã với kênh xe đạp. Và mai giới thiệu bác một mẫu Touring Volat model VR01. Thì trước đây em có những về những dòng xe dòng Volat của dòng xe địa hình mountain bike, thì nay em về một chiếc dòng Touring. Thì cái mẫu xe Volat này thì theo được tìm hiểu thì đến từ thị trường Canada. Và đây là chiếc thứ hai em về dòng Touring. Rất là ít về những dòng của xe Volat. Và hôm nay em về một chiếc Touring với tông màu chủ đạo, tông màu trắng, điểm chỉ đỏ trên khung xe. Và bây giờ xin mời các bạn đến chiếc xe. Vâng, trên khung của chúng tôi là mẫu Touring Volat VP01. Với cái tông màu chủ đạo, tông màu trắng, điểm chỉ đỏ trên khung xe. Khung làm từ hợp kim nhôm. Khung nhôm. Thì trước đây những cái dòng Volat này em có về một vài chiếc. Rất là ít về dòng Volat này. Giá thành nó rất là tốt cho các bác đi dòng xe đạp thể thao mà tầm trung. Tổng thể xem đánh giá tầm 80% thôi. Đây là website chính hãng của Volat này bác này. Volat.com này. Trước đây em có về một chiếc mountain bike dòng địa hình. Volat này đến từ thương hiệu Canada. Hiệu của Canada cũng nhé. Mẫu là VP BR01 dòng Touring. Cổ phốt ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe. Website chính hãng của Volat.com trên xe đó nhé. Biểu tượng là hình chú đại bàng. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Volat. Tay lóng cao su sừng trâu. Các bác giúp các đạp có tư thế ngồi rất thoải mái. Cầm hai bên hoặc cầm lóng cũng được. Sau sử dụng với tay bấm xả chính hãng 8 tầng líp chính hãng của Shimano. Cụm phanh trước là cụm phanh đĩa. Bên phải em trang bị 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Cụm phanh sau sử dụng cụm phanh đĩa. Dành cho các bác ưa thích dòng xe đạp thể thao dùng Touring mà giá rất là tốt. Khung nhôm, trang bị phanh đĩa 8 tầng líp, 3 tầng đĩa chính hãng của Volat. Có thể đạp xe những khu chung cư hay là những cung đường bằng phẳng hay là... Tổng thể xem đánh giá chỉ tầm 80% thôi. Vành nhôm hai lớp chính hãng của Volat. Sử dụng lốp Canada. Kích thước lốp 700 x 32C. Cọc yên nhôm. Yên Comac. Đùi đĩa và review. Trang bị 3 tầng đĩa. Củ đây là Shimano Alivio. Trang bị với 8 tầng líp chính hãng của Shimano, líp đen. Đằng sau sử dụng vành nhôm hai lớp chính hãng của Volat, nguyên bản theo xe. Thì theo cái mức giá của xe rất là phù hợp những bác mới đi xe, tập đi xe. Những chiếc Volat này khá là phù hợp trong về kinh tế, về cái tính thẩm mỹ của xe, dòng Touring. Rèn luyện sức khỏe cho các bác, rất là dễ sử dụng. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 46. Chiều ngang của xe là size 51, tức là size S đó nhé. Thích hợp các bác từ 1m6 đến trên 1m7. Và bây giờ xin vào nhà chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 8 tầng líp chính hãng của Shimano, líp đen. Lên líp. Líp xích còn rất là mới. Xuống líp. Củ đề sau là củ đề Shimano Alivio. Đùi đĩa 3 tầng. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bon xe và hầu như hoạt động của xe rất là mượt. Đây là mẫu Touring Volat model VP01. Bên em mới về, dành cho những bác rèn luyện thử thể thao,
dòng xe đạp Touring. Cái tông màu chủ đạo tông màu trắng, điểm chỉ đỏ trên khung xe. Vâng, mẫu Touring được trang bị với cụm phanh đĩa trước và sau, bộ chuyển động của Shimano, khung nhôm. Và cái vừa này đã đánh giá tổng thể xong chiếc xe Volat model VP R01. Và xe giá rất tốt bên em là 5.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.